Cả nhà ơi, vào đây tiếp tục nghe mình cập nhật tin tức của cặp đôi Tuyết Nhung với lại Rắc Long nữa nha cả nhà. Thì mới đây là những hình ảnh mà trong buổi tập nhạc chiều nay ở tại phòng trà của Tuyết Nhung với lại Rắc Long. Thì theo như chia sẻ, đêm nhạc tối đêm nay chỉ có cặp đôi hát thôi nha cả nhà. Cả nhà ở gần đó hãy nhanh tay mua vé ủng hộ đến xem live trực tiếp của cặp đôi dễ thương mà chúng ta yêu quý nha cả nhà. Buổi chiều nay hai anh em vừa tập nhạc xong thì anh Bảo Bảo cũng có quay lại một cái đoạn clip ngắn chia sẻ về buổi tập của hai anh em cho mọi người, nhất là fan hâm mộ được biết và cập nhật lịch trình của hai bé ấy luôn. Thì hồi buổi trưa, tức là buổi sáng các bạn đến Hải Phòng, thì buổi trưa trong lúc ăn trưa, Tuyết Nhung vừa có một cái buổi live trực tiếp, vừa ăn vừa tâm sự nhiều điều khá là vui, cũng như là chia sẻ tâm sự của Tuyết Nhung cho cả nhà cùng nghe. Thì trong lúc Tuyết Nhung livestream thì nhiều fan hâm mộ hỏi cũng như là dạo gần đây không thấy Tuyết Nhung còn hát với Trường Sang nữa. Thì Tuyết Nhung cũng rất là chân thật chia sẻ là dạo gần đây thì Trường Sang đang có một cái biến cố. Như mọi người cũng biết là mẹ ruột của Trường Sang mất nên Trường Sang chắc cũng là hạn chế, ít xuất hiện trước công chúng, không nhận show đi diễn nhiều mọi người ạ. Và mọi người cũng nhận xét là rất yêu thích cặp đôi Tuyết Nhung với lại Trường Sang. Và cũng có khán giả đem ra so sánh giữa hát với Trường Sang và với anh ca sĩ trẻ Rắc Long. Thì Tuyết Nhung cũng rất chân thật chia sẻ là em ấy đã là bạn chơi với Trường Sang cũng 5-6 năm gì đó. Nói chung là bạn bè đồng trang lứa, cùng lứa tuổi với nhau nên rất là dễ dàng thông cảm. Cũng như Tuyết Nhung có nói là tình bạn của em với Trường Sang là rất là thân thiết, cũng như là mỗi khi gặp nhau thì các em có thể là nói chuyện tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất là vui vẻ vì độ tuổi khá là gần nhau. Còn riêng đối với anh ca sĩ trẻ Rắc Long là Rắc Long lớn tuổi hơn Tuyết Nhung nha mọi người. Và theo chia sẻ thì Tuyết Nhung nói là Rắc Long cỡ tuổi anh ba của Tuyết Nhung nên cũng mới kết hợp gần đây thôi, cũng là anh em thân thiết nhưng mà không thể nào giống với Trường Sang được. Có những chuyện nói chuyện cũng sẽ không có như Trường Sang được. Do đó Tuyết Nhung cũng mong rằng fan hâm mộ đừng bao giờ so sánh, tại vì mỗi người đều có những cá tính riêng, có những cái đặc thù riêng, không ai giống ai cả. Và nếu mà mọi người đem ra so sánh thì đó chỉ là một sự khập khiễng mà thôi, vì mọi người đều có những cái nét khác nhau, không ai giống ai cả, mỗi một người đều có thế mạnh riêng. Nhưng mà bây giờ Tuyết Nhung cũng cảm ơn fan hâm mộ trong thời gian qua đã ủng hộ giọng hát của mình, vì khi kết hợp với Trường Sang thì Tuyết Nhung cũng nhận được rất nhiều những lời khen và cũng như là sự yêu thích của fan hâm mộ. Rồi khi kết hợp với anh ca sĩ trẻ Sắc Long thì cũng như vậy, rất nhiều người luôn ủng hộ của giọng hát của Tuyết Nhung. Dù em có kết hợp với người nào đi nữa thì fan hâm mộ cũng rất là yêu quý. Do đó Tuyết Nhung cũng để là nói là rất chân thành cảm ơn sự yêu mến của quý khán giả. Bên cạnh đó thì trong lúc livestream, những ông bà cô chú anh chị lớn tuổi cũng gửi lời khuyên là không nên kết hôn sớm. Thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ bây giờ em ấy đã 24 tuổi rồi, cũng đã có những cái suy nghĩ khá là chín chắn trưởng thành. Và mọi người thậm chí đem chị Quỳnh Trang ra để so sánh. Thì Tuyết Nhung cũng thật lòng bày tỏ là mỗi người có một cuộc sống riêng, một tính cách riêng, không ai giống ai cả. Thì chị Quỳnh Trang đang chọn con đường của chị khác với Tuyết Nhung thì mọi người nên thông cảm. Thì theo cái buổi livestream này, Tuyết Nhung cũng mong muốn, Tuyết Nhung cũng đã công khai người bạn mà mình sắp sửa kết hôn, cũng như cũng tiết lộ về cuộc sống đời tư của mình, nhưng khán giả hầu như là không quan tâm tới điều đó. Mọi người chỉ quan tâm tới bạn diễn của Tuyết Nhung nên Tuyết Nhung sẽ không có chia sẻ gì về người bạn của mình nữa, coi như là giữ cái điều này cho chính em ấy. Điều đó cũng là đúng, tại vì khi mà mọi người quan tâm yêu quý thì thường fan hâm mộ sẽ
đẩy thuyền cho cặp đôi mà khi các bạn kết hợp ở trên sân khấu. Vì khi các bạn diễn xuất trên sân khấu rất là dễ thương, rất là hay, tạo thành một đôi tình nhân trên sân khấu như vậy thì hầu hết các fan hâm mộ sẽ mong muốn sẽ là một cặp đôi thật ở ngoài đời thật. Thì Tiết Nhung cũng bày tỏ là sẽ không có cái điều đó, vì hiện tại giữa hai bạn chỉ là tình cảm anh em hoặc là bạn bè hoặc là bạn diễn trên sân khấu mà thôi. Thì Tiết Nhung cũng bày tỏ là cô bé cũng đã cố gắng hết sức để hát, để diễn xuất, để tạo nên một cái gì nó khá là đặc biệt trên sân khấu. Cũng như bây giờ Tiết Nhung cũng nói là tự bản thân em ấy cũng cảm thấy mình không có còn đơ nữa khi diễn với anh Sắc Long, và thậm chí diễn ngày càng tình tứ hơn. Nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn, phải có một cái mức độ rõ ràng. Và do đó Tiết Nhung cũng mong mọi người là hãy hiểu và thông cảm cho cả hai anh em, vì ở bên ngoài cuộc sống thực tế, Sắc Long, Tiết Nhung chỉ là bạn diễn hoặc là tình cảm anh em, chứ không phải là tình nhân nha cả nhà. Và trước khi vào tập với bên nhạc ở phòng trà thì Sắc Long cũng có live stream, cũng có gửi gắm những lời cảm ơn tới khán thính giả. Đêm nay hãy đến với chương trình của cặp đôi trẻ này, và mọi người nhận xét là cả hai anh em ca diễn rất là mùi, cũng như hỏi là có những bài tân cổ mới trong chương trình tối đêm nay hay không. Thì Tiết Nhung cũng có chia sẻ là không có nha cả nhà. Nếu mà có tập bài mới thì hoặc có những tin tức mới gì của hai anh em thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng biết nhé. Kế đến là thông tin mới nhất của Thiên Ngân, thì mới đây một đoạn clip mà Thiên Ngân cùng với Duy Harry đang đi quay ngoại cảnh, thì được biết đây là MV mà Thiên Ngân đang rất là ấp ủ và sẽ phát hành trong nay mai mà thôi. Thì nhìn trong cái tạo hình mới của Thiên Ngân, mọi người đã dành rất là nhiều lời khen cho Thiên Ngân, cũng mặc áo dài màu hồng, trên đầu đội mấn như vậy, cổ thì đeo vòng kiềng vàng, ra dáng một cô gái, một thiếu nữ rất là dễ thương. Thì không biết bài hát sắp tới đây của Thiên Ngân với lại Duy Harry là gì, nhưng mà có lẽ chắc cũng mang hơi hướng là dân ca mọi người. Thì sau khi biết được bé Út Thiên Ngân hôm nay đi quay hình, nhiều fan cũng dành cho Thiên Ngân nhiều lời chúc, mong rằng MV mới của Thiên Ngân sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn. Trên đây là một số thông tin mới nhất của Tiết Nhung, Sắc Long với lại bé Út Thiên Ngân mình cập nhật hôm nay cho cả nhà cùng biết nhé. Thì hiện tại kênh của mình đã được liên kết để bán sản phẩm ăn hoa hồng. Mọi người hãy vào giỏ hàng của kênh mình tham khảo các món hàng nha mọi người. Nếu mà yêu quý kênh mình thì hãy đăng ký mua sản phẩm ủng hộ cho kênh mình với nhé. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nhé.